Xin chào mọi người, hôm nay em Tiến sẽ giới thiệu tới anh chị em mình một con xe 8 chỗ nồi đồng cối đá, nhưng giá chỉ loanh quanh hơn 100 mà thôi. Anh chị em nào đang muốn tìm kiếm những con xe 5 chỗ, 7 chỗ, xe gầm cao, giá rẻ hoặc là những xe đời cao thì anh chị có thể liên hệ với Phúc Việt Auto. Số điện thoại em để trên màn hình hoặc đến trực tiếp cửa hàng tại địa chỉ 282 Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12 để mình có thể trải nghiệm xe và xem xe anh chị em mình ha. Quay lại chiếc xe ngày hôm nay thì em xin giới thiệu với anh chị một chiếc Innova đời 2006, bản G anh chị em mình ha. Bản G là bản full. Bản G thì có túi khí nè, gương chỉnh điện, ghế chỉnh điện và ngoài ra thì mình có điều hòa trần nữa. Đấy, bên em thì xe em lên full đồ chơi rồi, bây giờ em sẽ quay ngoại thất cho anh chị em mình xem, xong sau đó thì em sẽ quay nội thất cho anh chị em mình xem ha. Camera cho em xin. Lốp còn khá là dài anh chị em mình ha. Đấy, xe này có màu vàng cát cực kỳ đẹp, chủ cũ đã lên cho mình về che mưa và phin cách nhiệt. Đấy, em sẽ cho mọi người xem bên trong nội thất của chiếc Innova này. Bên trong thì đã trang bị là màn hình Android, có camera hành trình, camera ruồi, có lót trần 5D, ghế thì còn rất chi là mới, ốc át thì khá là còn mới anh chị em mình ha, và keo chỉ nè còn khá là liền lạc, bốn cánh như một luôn. Đấy, em sẽ cho anh chị em mình xem ghế đằng sau ha. Ngoài ra thì chiếc xe này nó còn trang bị thêm cả hai màn hình ở phía sau xe, nhìn cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, lót trần lót sàn 5D luôn rồi. Anh chị em mình đi xe gia đình hoặc là mình kết hợp mình chạy dịch vụ nho nhỏ thì chiếc này khá là ok anh chị em mình ha. Số sàn máy số máy là 2.0 anh chị em mình ha, bản G. Đó, anh chị em nào mà đang theo dõi video của em Tiến á thì cho em Tiến xin một nút like, một nút chia sẻ để em Tiến có động lực quay nhiều video hơn cho anh chị em mình xem. Bên em thì luôn cập nhật những mẫu mới, cho nên là anh chị em mình để được xem được nhiều video của bên em Tiến hơn ha. Bên em Tiến ngoài bán xe thì bên em Tiến còn thu mua xe cũ giá cao. Anh chị em nào mà có xe không cần dùng tới thì cứ liên hệ với bên em Tiến, sẽ có đội ngũ nhân viên đến tận nhà để xem xe và thu mua với giá cao. Quay trở lại video ngày hôm nay thì Innova này là bản G, bên em đang để giá là 183 triệu. Đấy, anh chị em nào quan tâm chiếc Innova liên hệ số điện thoại em để trên màn hình hoặc là đến địa chỉ 282 Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12 để có thể trực tiếp xem xe và trải nghiệm xe anh chị em mình ha. Video của em cũng đến đây là hết rồi. Anh chị em nào mà thấy video của em hay thì cho em xin một nút like, một nút chia sẻ. Cảm ơn anh chị đã xem video của em ngày hôm nay.